Chào anh em nhá. Đây con này chở một xe gỗ đến đây là bị hỏng số rồi anh em ơi. Không biết là cái hộp số của nó bị vỡ bánh răng hay chuyện gì đấy. Đấy đừng quay lên để con bán à. Đừng quay đây. Bán mai mất giá. Vừa đang bốc xăng xe này nhá. Đấy bốc được một nửa rồi. Con này không biết là đến nửa dốc nó bị hỏng hộp số, không biết là hộp số này chắc là bánh răng của nó bị vỡ hay kiểu gì ấy. Đi quay cái dịch cái bảo bán này, hô bán này. Quay cả cái không bớt một xu, không xem xin thêm một xu nào hết. Đây bây giờ là hai xe này lại vướng hai con dưới này rồi. Bốc đây là vướng hai con dưới này đang chợ gỗ. Đây. Có hai con vừa đến đây là bị hai con chó hay là hai con chặn đường này? Đây rồi. Đấy con này là chủ xe đang bảo bán nha con này ấy. Con L120. Con này chủ xe bảo là bán là 110 triệu đây. Anh em ai có nhu cầu thì alo nhé. Đấy. Số giày anh em nhá. Đây. Con này vẫn còn ngon lắm này. Kubota này. Ba cầu. Đấy. Đóng rất là chắc chắn luôn. Sắc xì dày nhá. Đấy con này đúng là giá bán là 110 triệu nhá. Anh em ai có nhu cầu mua thì cứ liên hệ mình nhá. Coi cho anh em xem kỹ. Đấy, sắc xì đóng như này luôn. Quá chắc. Con này 110 triệu thì quá ngon nha anh em nha. Đấy, cầu này cầu 2 tấn rưỡi. Cầu này cũng cầu 2 tấn rưỡi. Có cả thắng hơi đàng hoàng nhé. Đây còn một cái dưới này nha. Đây một con dưới này nữa. Con dưới này là mấy nghìn nhỉ? Con dưới này cũng là số dây thôi. Đây con này cũng 22 L1225. Máy Kubota. Ây da. Đây cái cổ nó đóng quá khủng luôn nha. Quá chắc. Con này không biết là anh trên này bán không nhỉ? Con này má lực to hơn con trên kia tí. Con này là 225. Con trên kia chỉ là L20 thôi. Nấy là cái xe này trưởng gỗ đến đây nó bị hỏng hộp số xong là alo cho cái đội khai thác ra hộp bốc. Đây quay kỹ cho anh em xem nha con này nhá. Con định bảo bán đây. Mẫu má quá đẹp. Ai có nhu cầu mua thì cứ alo cho mình nhé. Đúng 110 triệu. Rất đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, con này bây giờ là đang quay đầu xuống nhá. Quay đầu xuống một tí là lại đi quay đầu dưới kia. Tiếp tục lên. Con ở trên là đang lên đến là nửa chừng dốc này. Là bị hỏng số. Bây giờ đang bốc vào xe này. Xe mình bé không biết là có chở hết cái xe gỗ kia không.
Bởi vì cái con kia con xe to, xe mình quá bé. Đấy nhá anh em nhá, chủ xe bảo bán là anh này nhá. Vâng, ai có nhu cầu thì liên hệ với tôi nhá. Ai có nhu cầu mua thì số điện thoại là 0987450555 nhá, người Định Hóa. Đấy, ai có nhu cầu mua thì cứ alo cho số điện thoại này là gặp anh này. Đúng 110 triệu, 110 triệu không lấy. Đúng 110 triệu thôi, còn hơn hơn đâu. Thì không lấy cho và ít cũng không bán. Con kia vẫn còn ngon lắm ấy. Không ngon mà tôi phải chạy tốn, ngon không ăn được à? 112 thì 112 mới bán, 110 không bán. Mà 140 cũng bán, nó chán mà. 102 triệu cũng bán mà nó. Đây, nó không con rẻ. Của mình cái đầu bé tí mà chạy cũng gần hết cái xe to này rồi. Tí còn chở nốt cả con xe này nữa. Gần hết đấy, chắc là hết đấy. Hết xe này thì phải trên 6 tấn rồi. Không là 6 tấn còn đi bây giờ 7 tấn nó muốn đi. Chế cái này ra ố. Con lên dốc là phải nhớ còn giữa này. Đây, cái xe mình chắc chắn là phải ăn hết cái xe gỗ này đây. Đấy con kia cái hiện tượng là bị ấy nên là toàn phải đua thôi. Con kia cũng thích người đất. Mình phải lại chế như thế này. Cần luôn, rất cần luôn. Ta làm cả tòa. Cái này thì hàng thêm một tí ra đây có cái mái che luôn được ấy nhỉ. 7 tấn đi bình thường. Cho nó lôi đi, thử coi chứa em nó đi 7 tấn cảm giác sức khỏe nó thế nào. Sợ dốc đèo trào thôi, qua đèo trào thì không phải lo. Dốc đèo trào ở đâu nữa. Qua đèo trào thì không phải lo. Đấy. Bây giờ ông sợ thì ông cứ xuống thẳng nhà tài kê lên. Lạnh kia ông quay đầu cũng được. À, ông cả chẳng tàu tắc ạ. Không thấy đâu rồi, ít cái này dồn một phát là nó cũng nhiều nha. Đến gần hết rồi nhưng mà cái xe này cái đầu bé quá. Nhà mua đã tàng tàu à? Giờ là tàu sư là thông nhá là thế, lại tàu tàu này, giờ là tàu một chút ha. Thôi cái xe mình bé quá, chắc là chở bằng này thôi, không chở hết đâu nhá. Cái này chắc là tầm đủ 1 tấn ạ. Bỏ đây, hôm nào chở một tí về là lại bốc lên. Bỏ kéo này đâu đâu này. Cố kéo lên chỗ nào bằng đây, không mai là đứng lưng lửng đây lấy thế nào. Đằng nào cũng xuống rồi mới khúc rồi. Hôm nào mới lại vào đây lấy thôi. Lại quẳng lên khúc lên xong rồi đi lên chỗ bằng cái hết xuống. Đánh sổ ăn thêm rồi này. Đi mang lên đỉnh đèo ấy, đủ rộng ấy. Xa. Xa gì là xa. Anh Hờ, một khúc lên trên này đi. Có thì cho anh Hờ ạ. Cứ để đấy đi. Để đấy đi, phải cho lên đèo đổ lại đi chứ. Đúng rồi. Thì mai hôm nay bốc lên hàng nào. Bốc lên, bốc lên, mang lên đổ dễ hơn. Cho một khúc đây nữa. Đây hai vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng trẻ mới cưới mà có hai con nhá. Vừa mới đám cưới xong á. Đây bây giờ là lại bốc lên trên, đi đổ trên đỉnh. Nếu trên kia nếu mà cảm thấy lần sau bốc lên mới dễ. Nuốt đi thôi. Cái này đi sao không đi được. Kéo cái này lên trên kia. Kéo vào từ bên này mất xa gì sang cái trong chiến hào. Tôi chưa có mất xa. Tôi chưa có mất xa. Tôi chưa có mất xa. Tôi một ký là gì. Bây giờ chắc là đưa khách xong là đi thôi. Đấy, đấy, đấy. Chào hai vợ chồng trẻ nhá.